Xin chào mọi người, và đặc biệt là những cái người em gái tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Đây là video clip anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ với các em về cái tử vi của cái năm Canh Tý 2020 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý. Một cái năm mà người ta gọi là có địa chi tứ tuyệt và năm tam tai thứ hai mà tuổi Kỷ Tỵ phải chịu trong cái thời gian mà gọi là 31 bước qua 33 bước lại. Đây là một trong những cái khoảng thời gian mà nhiều người xảy ra biến cố trong cả tình cảm, gia đạo cũng như công ăn việc làm, tiền tài, mọi thứ nói chung là nó có chiều hướng là không tốt đẹp ở trong ba cái năm đó là 2019, 2020 và 2021. Thì như đã chia sẻ ở nhiều cái video trước, anh nói tại dậu sửu là 3 tuổi sẽ phải chịu tam tai trong 19, 20, 21. Thì năm đầu năm 19 là của người tuổi Tỵ, do có địa chi là Tỵ họ lục xung cộng với cái việc mà tam tai năm nặng thì nó sẽ xảy ra nhiều cái biến cố hơn là tam tai những cái năm nhẹ như là năm 2020, 21. 2020 thì của người tuổi Dậu, 2021 của người tuổi Sửu. Tuy là cái năm 2019 đó, năm mà năm tam tai năm nặng thì đáng lẽ nó phải ảnh hưởng đến cái công việc tài lộc của người Kỷ Tỵ, thì nó không, trong tam tai thì nó có là tai ương, tai tiếng là thị phi đó, rồi là tai nạn. Thì người Kỷ Tỵ ở trong cái năm 2019 thì chủ yếu là nặng về cái tai tiếng thị phi không tốt đẹp ở trong tình cảm gia đạo nhiều hơn là cái mặt khó khăn về công ăn việc làm. Ở trong cái năm tam tai năm thiên giữa này á, thì có thể cái phần công ăn việc làm sẽ bắt đầu phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề hơn. Phần tình cảm gia đạo thì cũng vẫn còn nhiều cái rối rắm, đặc biệt thì năm nay Kỷ Tỵ là chịu cái bổn mạng của năm này. Năm này rất là dễ xảy ra nạn tai, sẽ là bệnh tật đối với người Kỷ Tỵ. Vì sao? Vì năm nay là năm mộc. Năm nay năm thổ, mà các em thì mệnh mộc, mộc nó khắc thổ, cho nên là bổn mạng của mình có chút vấn đề. Rồi trở lại với cái tử vi của năm thì mình phân tích, mình sẽ thấy rằng anh đã phân tích và tổng hợp những cái thông tin và sẽ chia sẻ đến với các em để xem là các em nó sẽ ra sao ở trong cái năm này. Bây giờ mình sẽ đi vào cái chi tiết. Thì tuổi Kỷ Tỵ thì năm nay là năm 32 tuổi, là nữ mạng. Anh đang xem về nữ mạng. Thì những người tuổi Kỷ Tỵ thì là những người sẽ phải sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1989 đến cái ngày 26 tháng 1 năm 1990. Đây là những cái người mà Kỷ Tỵ chịu sự chi phối của cái tử vi người Kỷ Tỵ lên mạng của mình. Mạng thì là mạng đại lâm mộc, cây rừng lớn, một cái rừng cây đó. Người ta nói là xương thì con rắn, nhưng mà tướng tinh này là con khỉ. Cho nên là người này ngoài cái sự kỹ càng nắm bắt cơ hội ra, còn là những người rất là thông minh, đầu óc khỉ mà, xương con khỉ mà đầu óc lắm, tay chân cũng lanh lẹ chứ không có chậm chạp. Đây là cái cá tính của người Kỷ Tỵ. Tuy nhiên người Kỷ Tỵ nữ mạng thì có cái vẻ hơi lạnh lùng. Anh nói vui chứ các em thì yêu thì siết từ từ, mới đầu thì nó không có siết đâu, nhưng mà thực chất là con rắn thì nó quấn từ từ siết rất chặt. Và ngược lại, khi mà người Kỷ Tỵ mà đã ghét ai là ghét ra mặt, thấy là muốn phủi đích tướng đi chứ không bao giờ muốn mà giả lả được. Người Mậu Thìn thì còn giả lả được, nhưng mà người Kỷ Tỵ cùng là đại lâm mộc, nhưng mà người Kỷ Tỵ và vốn dĩ là sẽ ghét ai rồi thì thôi miễn bàn, đi ra đường nhìn cục cứt còn nhìn, chứ còn nhìn cái mặt người đó thì người ta không nhìn. Dù là anh em, bà con, bạn bè hoặc là người yêu cũ, đặc biệt là người yêu cũ với các cái chị Kỷ Tỵ là miễn bàn ha, không bao giờ mà nhìn lại. Đó là cái sự lạnh lùng của người Kỷ Tỵ. Đôi khi những người Kỷ Tỵ là do nắm giữ kỹ, cho nên là vốn dĩ là kỹ tính rồi, đúng không, lại còn có cái kỹ nghệ biết làm đẹp. Nhưng mà thường thì người này, những người Kỷ Tỵ thì thường là chọn cái màu tối, họ thiên về mặt tối nhiều hơn là
rất hiếm người kỵ tỵ thích những cái màu đỏ vàng chảnh chói sáng, chỉ thích đen ha, xanh biển đó, nói chung màu làm đậm màu trung tính một tí xíu, đó là cá tính của người kỵ tỵ. Rồi xét trong năm thì người như đã nói hồi đầu thì năm nay là năm Canh Tý, mà năm Canh Tý là mộc là thổ, mà mình thì mệnh mộc, cho nên là mình có thể nói là mạng mộc khắc thổ, cho nên là chủ về một năm sức khỏe bổn mạng nó không được ổn định cho lắm, hơi yếu một tí xíu. Sao chủ của năm là một cái sao lại thuộc hành thổ, đó là hung tinh thổ tú. Thổ tú thường thì đem đến rối rắm nạn tai trong năm tam tai, về mặt cái sao không tốt, năm nay sao xấu quá. Sao thổ tú thì người ta nói là một hành tinh, một hung tinh hành thổ, chủ về tai tiếng, xung khắc, hay bị kẻ xấu ném đá dấu tay, dẫn tới sự trở ngại kiện thương trong công việc. Hơn nữa công việc không thuận lợi, chăn nuôi hay không thuận, mà người mệnh quên người kỵ tỵ thường nữ mạng ít có cái người nào chịu làm chăn nuôi, thà đi làm gì đó chứ còn không làm, muốn làm chăn nuôi ha. Sức khỏe xấu, mà đặc biệt nhất là hai cái tháng 4 và tháng 10, hai tháng mà bị xung tuổi của mình ở trong năm Canh Tý thì không được tốt đẹp cho lắm, do cái sao thổ tú này nó đem đến. Nên nhớ là sao thổ tú nó thuộc hành thổ, mộc mình khắc nó, cho nên là cái sự hung hại của nó còn nặng nề hơn chứ không phải đơn giản. Nhiều người cái đó là sợ sao sao thái bạch quét sạch cửa nhà, chứ mà nếu với mình thì mình sẽ sợ cái sao thổ tú. Sao thổ tú đem lại rối rắm nàng tai dữ lắm, đem lại công việc nó ngăn trở ở cái công việc. Ví dụ giống như mình cái đơn đi ở công việc của mình sao thái bạch thì mình làm mà ra đầu này nó đi ra đầu này, ví dụ sao nó cũng có đây. Còn sao thổ tú là mới đầu vô đây là đã gặp rắc rối rồi, hay nó chặn cái đầu tiền vô rồi, cái công việc nó cắt rồi thì chết, đường nào nó cũng chết. Đường này có vô có ra thì nó cũng còn đỡ đi sao thái bạch, còn mà sao thổ tú nó không có đường vô thì chết dịch nữa ha. Rồi hạn á của năm là hạn huỳnh tiền, cũng giống như đã ở trên thì hạn huỳnh tiền là đề phòng bệnh nặng, do là cái vận niên của năm cái mạng mình của mình cái tháng rồi, cho nên là hạn huỳnh tiền là chủ xấu về cái sức khỏe không được tốt, dễ gặp bệnh tật nghiêm trọng và phải nằm một chỗ trong một thời gian đó. Đó là cái hạn huỳnh tiền. Trong năm tam tai gặp hạn huỳnh tiền thì để đề phòng tai nạn bất trắc. Vận niên tiếp tục là vận niên không tốt, vì người ta nói 31 bước 33 bước lại thì mình nằm ở trong cái vận niên, những cái năm vận niên không tốt đó là vận niên xà âm tịnh, tức là con rắn mà bị nhốt đó. Hình tượng là con rắn bị nhốt, cho nên là năm này dễ gặp chuyện xấu, không có vùng vẫy được. Dù là một năm có thuận lợi mấy đi nữa thì mình luôn luôn mình cảm thấy mình bị kẹp, rất là dễ gặp bị tai nạn. Toan tính việc gì cũng không thuận lợi, nên dè dặt, đừng có nóng nảy. Vốn dĩ của người kỹ tỵ là có cái sự kiên nhẫn, người kỹ tỵ kiên nhẫn lắm. Thì hy vọng rằng là năm nay đừng quá vội vàng, chứng tỏ cái sự kiên nhẫn của mình, chứ nếu không thì thất bại sẽ càng nặng nề hơn. Đó là sơ khởi cái tử vi nhìn từ bên ngoài đơn giản như sao hạn vận niên, rồi là thiên can á là chữ kỷ với chữ canh, là không xung không hợp, là trạng thái không bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của kỷ là thổ, canh là kim, như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên rất dễ xảy ra hao tài. Tuy nhiên cái hao tài này, một là nằm trong khống chế, hai là mình đã có dự định đầu tư thì tốt đẹp. Địa chi là tỵ gặp tý thì là thuộc tứ tỵ tam tai, chủ xấu về cái việc gia đạo tình cảm nó không tốt đẹp cho lắm, dễ có gây gỗ buồn phiền. Đặc biệt là các chị có chồng xung tuổi thì rất dễ gặp cái chuyện mà trái tay gai mắt, nhiều khi chồng đi con này con kia, hoặc là tạo cho mình cái sự buồn phiền. Cố gắng, đây là cái năm nó khiến mình thấy như là vậy, chứ nhiều khi chồng mình nó cũng không đến nỗi tệ như vậy đâu.
hãy bình tĩnh, gặn đục khơi trong mà giữ gìn cái tình cảm của mình. Các bạn kỹ lị nhớ nha. Rồi, tiếp tục xem coi tọa cung tiểu vận của cái người kỷ tỵ ở trong năm Canh Tý này nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết á, là tọa cung tiểu vận thì có các sao như là Nguyệt Đức, Lâm Thao, Tiểu Hao, Phản Toái, Thiếp Sát. Đây là bộ sao không có mấy tốt đẹp cho lắm về cái cung mệnh của mình ở trong cái năm này. Bộ sao này có tiểu hao nhập tọa cung tiểu vận thì rõ ràng là không có mấy tốt đẹp cho lắm về cái tiền tài ở trong năm này, sẽ có hao tốn. Tuy nhiên là nhiều hay ít, tiểu hao thì nó là hao nhỏ, nhưng mà nó hao nhiều lần thì nó cũng bằng cái hao lớn, cho nên là mình phải đề phòng. Đặc biệt có phá toái, có kiếp sát tử phù đi với phá toái này thì rất dễ gặp cái việc trái tai gai mắt. Có người mình đang làm công việc ngon lành, có người chạy vào phá hoại. Tuy nhiên đó là ở trong tọa cung tiểu vận có cái tuần với triệt là hai cái sao, có thể nói phúc tinh cũng được, phá tinh cũng được. Vì sao? Vì nếu mà nó đi trước, nó đi sau phúc tinh thì là nó hạn chế phúc tinh phát huy tác dụng, mà nó đi sau phá hoại tinh thì nó cũng hạn chế phá hoại tinh tác dụng. Cho nên có thể nói là cái người phá tỏa kiếp sát này cũng đem lại phiền toái cho mình đó, nhưng mà hung hại thì không thể nào đến nổi. Đặc biệt có tử phù đi sau tiểu hao thì coi chừng bệnh nặng mà tổn đề. Tọa cung tiểu hạn thì có các sao như là đại hao trực phù tuyệt, có đại hao trực phù có tuyệt, thì rõ ràng đây là một cái tọa cung tiểu hạn không được tốt đẹp, đem đến nhiều cái sự hao tài tốn của. Đặc biệt là với tuyệt này thì rất ảnh hưởng đến bộ mạng của mình. Bên cạnh cái đại hao và tuyệt thì có lưu thiên quan và lưu niên quan tinh, thì có thể nói rằng nó cũng phần nào, tuy là đây là hai cái phúc tinh không quá mạnh để hóa giải cái những cái phá bại tinh ở trong tọa cung tiểu hạn, tuy nhiên nó cũng phần nào đỡ đần lại. Thí dụ như mình có trung bình là 10 đi, mà trong đó có 7 cái sao xấu, có 3 cái sao tốt, thì nó cũng đỡ hơn là cả chục cái sao xấu luôn, đúng không? Cho nên là nếu như là các em thì anh phải kỳ để ý một tí xíu về cái tọa cung tiểu hạn của mình, tức là cái xúc tác bên ngoài tạo cho mình nhiều cái điều mà không tốt đẹp cho lắm. Rồi, cung nhị hợp thì có các sao như là Bạc Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ. Đi bên cạnh phúc tinh lộc tồn thì trong công việc, trong đối tác làm ăn thì năm này, năm Canh Tý 2020 báo hiệu rằng sẽ có nhiều cái điều tốt đẹp về tài lộc. Tuy nhiên cần phải để ý một chút xíu về cái bệnh hoạn với Bạc Sĩ đi sau Tràng Sinh. Đặc biệt là Tràng Sinh là sinh ở trong cái năm năm này nó không được thuận lợi cho lắm, cho nên là các bạn nhớ cẩn thận ha. Nếu mà có thai sản ở trong năm này thì nhớ cẩn thận, chứ có chừng gặp điều bất trắc. Rồi, cung tam hợp nói về mặt tình cảm gia đạo thì có nè, Thiên Hỷ dưỡng thiếu dương, Hỷ Thần thiên không, Đường Phù phúc đức đào hoa. Đây là một cái bộ sao chủ về trong nhà, rất dễ có cái sự tốt đẹp. Đặc biệt là nếu mà những cái với những cái chòm sao như thế này, các nàng nào mà còn độc thân thì rất dễ gặp người yêu ở trong cái năm này. Đối với các nàng độc thân thì như vậy, còn các nàng mà có gia đình, có thai thì như đã nói ha, có thể có dễ có tin vui về thai nghén. Tuy nhiên như cũng như đã nói ở trên thì có Bác Sĩ đi sau Tràng Sinh và Bạch Hổ thì nhớ cẩn thận, thai nghén phải cẩn thận một tí xíu nếu không muốn nó xảy ra cái chuyện không có tốt lành cho cái thai của mình. Như vậy thì anh đã phần nào
chia sẻ được cái những cái thông tin về tử vi cũng như là cái nội tại sao mạng của mình ở trong cái năm Canh Tý đối với các bạn kỳ đấy. Bên cạnh những cái điều khó khăn của cái sao chủ thổ tú thì mình có cái sự tốt đẹp về cái bổn mạng của năm. Tuy nhiên là năm nay mình có gặp xíu khó khăn đi nữa về bổn mạng thì cũng không đến nỗi là phải đến mức nguy nan, nó chỉ là suy yếu thôi. Thì hy vọng rằng là với những cái thông tin vừa rồi thì các em phải biết mình cương nhu như thế nào, sống phúc sao để mà mình có cái phúc đức để vượt qua cái vận hạn của mình ở trong những cái năm tam tài không tốt đẹp. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ tiếp cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý đối với tuổi của các em sẽ ra sao. Thì trong 6 tháng đầu năm á, thì có thể nói là có cái tháng 4 là tháng tuổi của mình, tháng 7, tháng 4 là tháng 7. Đầu tiên hết á, thì tháng giêng của năm Canh Tý năm 2020 thì là tháng Mậu Dần. Mà tháng Mậu Dần là tháng Thổ. Như vậy mệnh, xét về vụ mệnh của tháng với mình nữa là mình mệnh mộc gặp tháng Thổ là mộc khắc Thổ, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe cần phải cẩn trọng. Nên nhớ năm là năm Thổ, tháng cũng là tháng Thổ, mình mệnh mộc cho nên là không có được tốt đẹp lắm về bổn mạng ha. Nhớ cẩn thận một tí xíu. Địa chi mộc với lại địa chi mậu kỷ, mậu của mậu dần, kỷ của kỷ tỵ thì là không xuống con hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả mậu và kỷ thì đều là hành thổ cho nên tốt đẹp về công việc, không có chuyện gì xảy ra. Điều này là vui ha, mới đầu năm là ok. Địa chi là dần tỵ, dần thân tỵ hợi, dần tỵ nằm trong tứ hành xung, có thể nói đây là thuộc nhóm tự hình, gia đạo dễ gặp muộn phiền nhưng mà nó cũng tương đối nhẹ nhàng chứ không có phải chuyện gì quá lớn lao, chỉ là cự cãi hoặc là có buồn phiền gì đó trong tình cảm một chút xíu thôi chứ không có phải lớn lao gì cho lắm. Rồi tiếp đến là tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý 2020 thì tháng 2 là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão tiếp tục là một tháng Thổ, như vậy bổn mạng và của mình cũng sẽ giống như tháng gì với mộc khắc Thổ, bản mệnh mình khắc tháng, bổn mạng sức khỏe bị suy yếu không tốt đẹp. Thì cũng như đã nói là cái năm này là năm Thổ, tháng Thổ mình như vậy thì bổn mạng hai tháng Thổ liên tiếp thì tháng Thổ thứ hai nó sẽ xấu hơn tháng Thổ thứ nhất, cho nên bổn mạng phải cẩn thận một chút ha. Rồi thiên can chữ kỷ của Kỷ Mão và kỷ của Kỷ Tỵ thì đồng hành bổn mạng cho nên là thiên can không có vấn đề thì công việc tài lộc cũng không có việc gì phải lo lắng, dù là năm tam tài bình hòa. Địa chi Mão Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, thì phần tình cảm gia đạo cũng vậy, không có quá nhiều cái xung khắc, quá nhiều cái khó khăn ở trong cái tình cảm gia đạo của tháng 2. Như vậy tháng 2 cũng giống gần giống như tháng tốt hơn tháng 1 chút xíu, là chỉ phải để ý bộ mạng thôi, không cần phải để ý với cái tình cảm gia đạo của mình. Rồi tiếp tục đó là tháng 3. Tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn thì là tháng Kim. Như vậy bổn mạng sẽ còn xấu hơn tháng Giêng và tháng 2. Vì sao? Vì Kim nó khắc mộc, tức là tháng khắc bổn mạng sức khỏe không được có tốt, đề phòng tai nạn phạm thân. Mà khi mà tháng khắc bổn mạng thì phúc tinh tài tinh ở trong cái tử vi của mình nó sẽ yếu đi, thậm chí là nó mất tác dụng, và phá vào ngoại tinh nó sẽ phản hoành và nó làm cho mình có nhiều điều không tốt đẹp. Thiên can canh kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Năm âm ngũ hành của canh là kim, mậu kỷ là thổ, cho nên có thể nói là thiên can có năm âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên là tháng này dễ gặp hao tài. Mình ha, kỷ là mình đã sinh xuất của tháng của năm canh rồi, bây giờ sinh xuất tháng nữa, cho nên là tháng này cực kỳ dễ hao tài ha. Đó rồi, địa chi thìn tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy tình cảm gia đạo thì không mấy vì khó khăn buộc phiền, đây là một cái điều rất là tích cực ha ở trong cái tháng này. Dù rằng là
xấu thì có hai cái xấu, nhưng mình phải có cái tốt tốt lại, trung bình với chừng ba cái xấu luôn là thôi rồi luôn cái tháng, đúng không? Rồi tháng 3 thì phải nhớ cẩn thận bổn mạng một tí xíu ha, công việc thì cũng rất là dễ hao tài, cho nên là tháng 3 nhìn thì bình như vậy, nhưng mà rõ ràng là phân tích ra thì cũng không có tốt đẹp gì lắm đâu. Rồi tiếp đến đó là tháng 4. Tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ, mà tháng Tân Tỵ tiếp tục là một tháng kim. Như vậy bổn mạng và sức khỏe cũng giống như là ở trên. Tại sao? Vì mộc kim nó bị khắc mộc mà, cho nên bổn mà tháng khắc bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp, đề phòng những tai nạn phạm thân. À, rồi thiên can Tân Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Tân Canh là kim, Mậu Kỷ là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can của tháng 4 tiếp tục bị sinh xuất. À, tiếp tục là tháng gây ra hao tài. À, tháng này rất dễ hao tài, vì sao? Vì bổn mạng mà bị tháng khắc là phúc tinh và tài tinh nó yếu, gần như mất tác dụng, phá tinh và bại tinh nó hoành hành nhiều hơn. Rồi gặp thiên can bị sinh xuất như thế này thì rất dễ hao tài. Tuy nhiên cái hao tài này nó có thể là không lớn, mà nói thí dụ như một tháng nó không hao tài một lần 500 triệu, mà cứ một lần 50 nó quất 3-4 lần, 5-7 lần thì nó cũng như nha. À, cẩn thận một tí xíu ở trong tháng 3 và tháng 4 với nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất. Rồi địa chi Tỵ, tuổi Tỵ gặp tháng Tỵ, à, thuộc nhóm tự hành, gọi là năm sinh tháng tuổi, gia đạo chắc chắn sẽ có nhiều buồn phiền, không có vui vẻ. À, mà từ đó nghe là thấy tháng 4 hồi nãy mình đã nói ở trên đầu là tháng không tốt, mà thật sự nhìn vô là tháng không tốt thật. Các em nhớ cẩn thận nha. Rồi tiếp tục là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ là tháng mộc. À, như vậy ngon. À, mộc, nhà mình mệnh mộc gặp tháng mộc là đồng hành, bổn mạng sức khỏe không phải lo lắng nữa. À, ổn. À, thiên can Nhâm Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên ok cũng được đi. À, rồi tốt, công việc không có còn bị phải lo lắng chuyện hao tài tốn cổ là bị chống phá. À, ngon lành ha. Địa chi Tỵ Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy thì tiếp tục là ngon lành về tình cảm gia đạo. Ồ, vậy thì còn gì bằng nữa, nào trải qua cái tháng 4 gặp khó khăn, cái tháng 5 nó tốt là đấy, ok ổn. Rồi tiếp tục đến tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi tiếp tục là một tháng mộc, cho nên là bụng xét về trụ mạng thì mộc đồng hành, bụng mạng sức khỏe không có vấn đề, khỏi phải suy nghĩ gì hết ha. À, tháng hè, tháng 5, tháng 6 là tháng hè mà tháng hè thì nó khá ấm áp, rắn thì khoái chỗ nào ấm ấm vậy, chứ còn lạnh lạnh không chơi. Dù là người thì có mang tính lạnh lùng nhưng mà không thích chỗ lạnh ha. Rồi thiên can thì không tốt đẹp cho lắm, với chữ Kỷ của Kỷ Tỵ nó khắc chữ Quý của Quý Mùi, người ta gọi là thiên can khắc tháng, cẩn thận hao tài, công việc có người chống phá. Tuy nhiên là thiên can của mình khắc tháng thì có xảy ra vấn đề thì mình vẫn giải quyết được, tuy nhiên mình phải đầu tư tâm sức nhiều một tí xíu, khó khăn chứ không làm khó được mình ha. Chứ nếu mà gặp mà thiên can mà mình là Quý, nó là Kỷ, nó khắc mình thì là mệt mỏi nha. Rồi địa chi Mùi Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy tình cảm gia đạo không có vấn đề gì. Đối với tháng 6 thì phải chỉ để ý một tí xíu ở trong cái công việc, ở trong những cái mối quan hệ của mình ở đồng nghiệp, có chừng người ta ném đá dấu tay, như ở trên mình nói ha, cái sao mà thổ tú nó đem lại rối rắm nạn tay, có người ném đá dấu tay dẫn đến cái việc mình bị kiện thưa không có đáng. À, như vậy thì mình anh ba đã tổng hợp xong và chia sẻ đến với mọi người cái tử vi của năm Canh Tý 2020, cũng như cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý. À, bên cạnh những cái điều khó khăn mà sao chủ cũng như cái năm Tam Tai đem lại, thì chúng ta cũng có những cái tháng có sự tích cực, đặc biệt là tháng 5 ha. Rồi hy vọng rằng là những cái thông tin vừa rồi sẽ là một cái hành trang nhỏ cho các em Kỷ Tỵ biết
ứng dụng để mà cương nhu trong cái công việc, tài lộc, gia đình cũng như các mối quan hệ của mình ở ngoài xã hội. Mọi người kỳ tỵ xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người kỳ tỵ khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.